Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì những cái thông tin đúng thực sự nói tới tất cả mọi người là trong tình hình đại dịch này cập nhật rất là khó khăn. Nó rất là lộn xộn luôn mọi người. Ngày hôm nay thì vậy, nhưng mà ngày mai thì nó lại khác. Những thông tin thì nó đổi chiều liên tục. Và những cái thông tin được cho rằng là ca sĩ Phi Nhung đang trên cái chuyến bay về Mỹ thì được rất là nhiều người thân, ca sĩ, nghệ sĩ, những người nổi tiếng, người ta thân cận bên phía gia đình ca sĩ Phi Nhung thì người ta đã cung cấp cho Lực Tàng. Và Lực Tàng cũng đã cung cấp lên cho tất cả mọi người nói rằng là đang trên cái chuyến bay về Mỹ. Và tất cả mọi người, người thân của ca sĩ Phi Nhung cũng đang tin tưởng rằng là ca sĩ Phi Nhung đang bay trên chuyến bay về Mỹ nha mọi người. Rất là nhiều người đã tin tưởng và đăng trên Facebook để gọi như là vui mừng về cái tình hình mà ca sĩ Phi Nhung được về Mỹ. Thì Lực Tàng nhìn nhận những cái thông tin đó và Lực Tàng đăng lên cho tất cả mọi người. Và đặc biệt là ở trung tâm Thúy Nga cũng đang chuẩn bị làm cái lễ tưởng niệm để mà tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung. Thì những cái thông tin đó chúng ta khẳng định một điều rằng là ca sĩ Phi Nhung đang rất gần ở bên Mỹ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ thì mọi người có thể biết được rằng người mà mất đi còn cập nhật đang còn sai nữa mọi người. Đấy, thông tin mà qua đời của người thân trong gia đình là còn sai trong tình hình đại dịch này như thế này. Cho nên rằng là tình hình mà ca sĩ Phi Nhung chúng ta cập nhật như thế này là cũng rất là khó. Và những cái thông tin mà chúng ta cập nhật được cho là người thân họ cũng bị lừa luôn. Nhiều khi họ cũng còn không biết được là như thế nào luôn. Chỉ biết được rằng là thông tin chị Việt Hương nói rằng là trước đó 1-2 ngày chị ấy nói rằng là thủ tục đã hoàn tất và sẽ bay chuyến bay về bên Mỹ. Và chị Việt Hương cũng đặt luôn vé máy bay rồi mọi người, vào thứ năm, tức là ngày hôm nay là chị ấy cũng bay đi luôn. Nhưng trong thời điểm hiện tại bây giờ thì tình hình lại có một cái chút vấn đề trục trặc nữa rồi. Đấy, chị Việt Hương đã hoãn cái vé máy bay. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì những cái thông tin mà là tàng cập nhật chính xác nhất á, thì ca sĩ thi hài ca sĩ Phi Nhung lại có một cái vấn đề trục trặc và chưa được bay về Mỹ. Ấy, lại phải dừng lại cái chuyến bay rồi mọi người ạ. Không được bay nữa rồi. Bây giờ là ca sĩ Phi Nhung vẫn đang nằm ở trong bệnh viện, thi hài xác cũng đang nằm lại bệnh viện rồi. Cái thủ tục mà cái chuyến bay thì nó lại bị hoãn lại nữa. Chưa biết được rằng là sẽ được về bằng thi hài hay là phải để hỏa thiêu đó mọi người ạ. Cái tình hình rất là buồn trong cái câu chuyện này. Lực Tàng cập nhật thì Lực Tàng cũng loạn luôn. Tất cả mọi người cũng đang cập nhật được những cái thông tin thì chắc cú rằng là sẽ biết được rằng là ca sĩ Phi Nhung sẽ được về không trước thì sau thôi. Nhưng trong thời điểm hiện tại bây giờ, cái chuyến bay mà để đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về thì lại gặp trục trặc về cái vấn đề giấy tờ này kia, chưa được cất cánh luôn. Và Lực Tàng khẳng định cái vấn đề này như thế nào thì Lực Tàng vừa mới cập nhật được ở đây. Sai đi lệch với những cái vấn đề trước đó mà Lực Tàng cập nhật. Nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ thì đây là một cái thông tin chính xác được đưa ra từ phía em trai của ca sĩ Phi Nhung, tức là anh Tommy ấy mọi người. Thì anh ấy cũng đã đăng một cái dòng trạng thái trên trang Facebook vào 11 tiếng trước. Đấy, hiện tại bây giờ là, tức là anh ấy đăng vào chiều ngày hôm qua. Thì đúng lý ra là sáng ngày hôm qua là thi hài của ca sĩ Phi Nhung đã được lên máy bay. Thì Lực Tàng cũng đã cập nhật thông tin đó cho mọi người. Đó là một cái thông tin cực kỳ vui, được chị Việt Hương cũng như là người quản lý ca sĩ Phi Nhung cung cấp cho chúng ta. Nhưng đến chiều thì lại xảy ra một cái trường hợp trục trặc về cái vấn đề thủ tục ấy, cũng như là đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. Chắc có khả năng là ở Việt Nam mình đó, đang có một cái quy định gì đó của chính phủ đưa ra rồi, cũng như là chưa có hợp nhất với lại bên phía bên Mỹ, cho nên là đến chiều thì lại bị hoãn ngay lập tức. Thì đến sáng nay Lực Tàng cũng chưa cập nhật được thông tin đó, nhưng bây giờ thì Lực Tàng đã cập nhật được. Thì anh Tommy, em trai của ca sĩ Phi Nhung viết như thế nào thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng nhìn lên màn hình và để Lực Tàng đọc cho tất cả mọi người để mọi người hiểu rõ hơn. Con xin kính chào các cấp ban ngành liên quan. Con là Tommy, em trai của chị gái Phi Nhung. Cùng với lời thỉnh cầu của cháu, con gái Winnie Phạm, con kính xin cô chú, anh chị, cấp chính quyền ban ngành tạo điều kiện giúp đỡ để chị con sớm về với cháu gái con, với gia đình như lời chị con khi ra đi đã hứa, cho cháu con được nhìn thấy mẹ lần cuối sau gần 2 năm xa cách nhau. Với nỗi đau thấu tâm can khi chị con ra đi, chúng con giờ chỉ có duy nhất một khát khao là được gặp lại chị, gặp lại mẹ. Dẫu biết rằng đây là lần gặp cuối trong đời rồi, không thể nào nhìn thấy chị mãi mãi. Một ngày chưa thấy mẹ về, chưa thấy chị về là một ngày đứt ruột, thương chị nằm chờ ở trong bệnh viện. Chúng con chỉ cần chị, cần mẹ thôi. Cho chị về với chúng con bằng hình hài như khi xưa được không? Và anh ấy có đăng thêm một cái dòng trạng thái ở bên dưới là cái bức tâm thư của Winnie Phạm trước đó đã gửi đến Chủ tịch nước, và mong Chủ tịch nước là cho thi hài của mẹ Phi Nhung về bên Mỹ. Thì đây là một cái dòng trạng thái cảm thấy đầy xót xa luôn nha mọi người. Lực Tàng cập nhật những cái thông tin này đúng thực sự là cũng bị rối não và cảm thấy rất là buồn. Cái nỗi buồn hiện tại bây giờ lại u ám cho tất cả chúng ta. Hiện tại bây giờ
ca sĩ Phi Nhung đã bị trục trặc cái chuyến bay, đúng lý ra là bay ngày hôm qua, nhưng nó đã gặp trục trặc và hiện tại bây giờ thì ca sĩ Phi Nhung vẫn đang nằm bơ vơ cô đơn ở trong bệnh viện, lạnh lẽo ở trong bệnh viện nha cả nhà. Đây quả thật là một cái thông tin quá đáng buồn. Và trong cái mong mỏi lớn nhất của gia đình là họ chỉ mong làm sao có thể rằng là đưa được thi hài của ca sĩ Phi Nhung về. Cho nên rằng là nó đã xảy ra rất là nhiều cái vấn đề trục trặc trong cái vấn đề thủ tục nha mọi người. Đưa tro cốt thì nó đơn giản hơn. Trong thời điểm hiện tại bây giờ gia đình lại có cái mong nguyện muốn gặp được ca sĩ Phi Nhung bằng thi hài, bằng hình hài, muốn cho Wendy Phạm nhìn được mặt của ca sĩ Phi Nhung lần cuối. Cho nên rằng là những cái thủ tục hồ sơ đến cái giai đoạn cuối cùng mà được xuất cảnh á, thì hiện tại bây giờ nó đã bị gặp trục trặc và đã bị giữ lại trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Thì không biết được rằng là chị Việt Hương cũng như là bên phía chính quyền của đất nước chúng ta cũng như là bên phía bên Mỹ sẽ có được hợp nhất trong thời gian ngắn nhất hay không để đưa được thi hài của chị ấy về hay không. Đấy, rất là nhiều những cái thông tin mà chúng ta chờ đợi háo hức mong làm sao cho đến cái giây phút mà máy bay hạ cánh xuống để cho Wendy Phạm cũng như gia đình người thân người ta có thể là biết được rằng chị đã về bên Mỹ và vào nhà quan chờ 7 đến 10 ngày sau để họ kiểm định xong xuôi rồi làm lễ an táng, tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung ở nhà tang lễ, rồi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mặt hoặc là thấy hài cốt của ca sĩ Phi Nhung. Nhưng trong thời điểm hiện tại bây giờ thì lại chính xác một cái thông tin từ em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung đưa ra, thì như vậy chứng tỏ một điều rằng đã gặp trục trặc. Và lực tàng cũng đã cập nhật những thông tin trước đó thì cũng rất mong mọi người á là hãy thông cảm. Tại vì sao? Tại vì trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này á, những cái thông tin đưa ra rất khó khăn, kể cả những người qua đời mà cập nhật hiện tại bây giờ là cũng rất là khó, tại vì số ca tử vong rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái tình trạng mà để đưa thi hài về bên Mỹ á, thì lại rất là khó, và khó đến cái mức độ cực khó trong cái thời điểm hiện tại dịch bệnh như thế này ấy. Đặc biệt là ở bên nước Mỹ, quan trọng là họ có tiếp nhận thi hài hay không, và những cái thủ tục ở Việt Nam nó rất là lằng nhằng rắc rối. Đến thời điểm hiện tại bây giờ là 10 ngày mà ca sĩ Phi Nhung vẫn đang nằm ở trong bệnh viện cô đơn lạnh lẽo như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là xót xa. Người hâm mộ nghe được cái thông tin này có khả năng lại rơi những giọt nước mắt, không thể nào mà có thể chịu đựng nổi khi ca sĩ Phi Nhung đã trải qua quá trình 10 ngày dài qua đời rồi mà vẫn chưa được làm xong cái thủ tục. Cứ làm xong được một cái tin vui đến chúng ta thì hiện tại bây giờ lại xoay trở lại bằng một cái tin tiêu cực, giống như thể y chang như tình trạng của ca sĩ Phi Nhung nằm ở trong bệnh viện Chợ Rẫy. Cái khi mà tình hình sức khỏe mà được tàng cập nhật nó cũng vậy, lúc thì chị Phi Nhung tiến triển tốt, lúc thì xấu, lúc thì tốt, ở trong một cái ngày không thể nào mà nói trước được. Cho nên là đến thời điểm hiện tại bây giờ ca sĩ Phi Nhung qua đời mà tình hình diễn biến cũng đang còn rất phức tạp về cái khâu đưa ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ, như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là xót xa. Hiện tại bây giờ anh ấy cũng mong tất cả mọi người chia sẻ cái dòng tin này để mong làm sao cho chính phủ Việt Nam nhận được thông tin và có thể rằng là làm những cái thủ tục hoàn tất để theo đúng cái quy trình để đưa được chị Phi Nhung về bên Mỹ. Và hiện tại bây giờ những người thân trong gia đình cứ một ngày trôi qua là nỗi đau đứt ruột đối với gia đình người ta càng ngày càng nhân lên nha mọi người. Càng để lâu ở Việt Nam thì họ cứ nghĩ đến cái giây phút chị ấy nằm lạnh lẽo ở trong bệnh viện thì họ rất là xót lòng. Không những họ mà tất cả người hâm mộ đã yêu mến ca sĩ Phi Nhung cũng còn xót lòng y chang như vậy. Ở đây là những cái thông tin cực kỳ buồn cho tất cả chúng ta trong thời điểm hiện tại bây giờ. Thì Lực Tàng rất là mong mỏi đã cập nhật những cái thông tin là Lực Tàng rất là vui rồi. Tưởng đâu là ngày hôm nay hoặc là tối nay là ca sĩ Phi Nhung có thể là hạ cánh và có thể là được nhà quan tiếp nhận ở bên đó rồi. Nhưng cuối cùng rằng là đến thời điểm hiện tại bây giờ thì là những cái thông tin này lại được cập nhật lên. Thì như vậy chúng ta lại cảm thấy một điều rất là oái oăm trong cái câu chuyện này. Đúng tình hình dịch bệnh phức tạp kinh khủng mọi người, cho nên là chúng ta cập nhật những thông tin rất khó khăn. Và đặc biệt là những người thân, những người nghệ sĩ ở bên đó, là những người thân cận với lại ca sĩ Phi Nhung, đến hiện tại bây giờ thì cũng phải tá hỏa ra những cái thông tin này. Thì chưa biết được là khi nào mà ca sĩ Phi Nhung được về nữa đây. Nếu mà thủ tục trục trặc rồi thì để lại thì khả năng hỏa thiêu rất là cao, hỏa thiêu rất là cao, và đưa tro cốt thi hài về cũng rất là cao, đưa tro cốt về rất là cao nha mọi người, không còn đưa thi hài được nữa đâu. Thì Lực Tàng muốn cập nhật lên để cho tất cả mọi người biết, chứ không có mọi người lại cứ nghĩ rằng là chiều nay hay là ngày mai ca sĩ Phi Nhung sẽ được về bên Mỹ rồi. Thì chưa có, đây là hiện tại bây giờ là đã bị đổi chiều rồi, trục trặc trong cái chuyến bay trước khi mà ca sĩ Phi Nhung được bay vào ngày hôm qua đấy, đã bị trục trặc, cho nên là đã bị hoãn lại tiếp tục rồi mọi người ạ. Và cái thông tin mà Lực Tàng cũng có nói hồi clip trước đó thì cha của Wendy Phạm cũng đã bay cấp tốc sang bên Mỹ rồi. Tưởng đâu là ngày hôm qua ca sĩ Phi Nhung được đưa về bên Mỹ, cho nên là chồng của ca sĩ Phi Nhung là cha của Wendy Phạm là đã bay cấp tốc từ Việt Nam qua đó. Nhưng cuối cùng đến thời điểm hiện tại bây giờ thì lại bị trục trặc. Cho nên rằng là hiện tại bây giờ là cha của Wendy Phạm đang ở với Wendy Phạm. Và như vậy chúng ta cũng cảm thấy đây là một cái thông tin cũng cực kỳ vui mừng cho cái tình hình của phía Wendy Phạm nha cả nhà. Thì cũng đã có người động viên tinh thần này kia trong cái nỗi đau mất mát người thân rồi mà không thể gặp được những cái giây phút cuối cùng như vậy.
thì chúng ta cảm thấy rất là xót xa. Thì cũng mong làm sao cho trong cái tình hình này, rất là mong làm sao cho ca sĩ Phi Nhung có thể được hoàn tất cái thủ tục và có thể đưa được về bên Mỹ, mặc dù đó là thi hài hay là tro cốt cũng được, nhưng mà chúng ta chỉ mong làm sao cái thủ tục nó được hoàn tất, và theo cái nguyện vọng của gia đình thì được đưa thi hài về thì nó tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Nhưng trong thời điểm hiện tại giờ thì nó đã xảy ra rất là nhiều cái vấn đề như vậy. Thì Lực Tàng cập nhật cái thông tin này nhanh chóng kịp thời để gửi cho tất cả mọi người là như vậy. Thì có những cái thông tin gì mà xoay quanh cái sự việc này thì Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật, và cũng rất mong là sẽ cập nhật được những thông tin chính xác. Tại vì trong thời điểm dịch bệnh như thế này á, mà những cái thông tin họ tiết lộ ra rất là ít và rất là khó, cho nên là nhiều lúc cũng có thể là cập nhật sai lầm đó mọi người. Cũng rất mong tất cả mọi người thông cảm. Thì cũng rất mong tất cả mọi người ủng hộ bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng nhấn vào cái quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất đến từ Lực Tàng TV. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ.